móc xong hàng thứ 13. Tiếp tục, ta sẽ bắt đầu móc hàng thứ 14. Các bạn lên 4 bính. Các bạn móc vào đây 3 mũi móc kép. Tiếp tục 4 bính. Bạn móc vào đây 1 mũi đơn. Bạn lên 4 bính. Móc 3 mũi móc kép. Ta đã móc xong hàng thứ 14. Các bạn dùng mũi trượt để nối. Móc vào chân móc thứ 3. Các bạn lên 3 bính. Các bạn móc vào đây 3 mũi móc kép. Tiếp tục 2 bính. Móc vào khoảng trống đây 3 mũi móc kép. Tiếp tục 3 bính. Bạn móc vào đây 1 mũi đơn. Bạn cứ lần lượt móc như vậy cho đến hết hàng. Ta bắt đầu móc hàng thứ 16. Bạn lên 3 bính.
3 bính vừa gầy sẽ được tính là mũi móc kép thứ nhất. Các bạn móc vào đây 3 mũi móc kép. Tiếp tục các bạn móc 3 bính. Vào đây 2 mũi đơn. Một mũi đơn. Các bạn lên 3 bính. Móc vào đây 3 mũi móc kép. Tiếp tục 3 bính. Móc vào đây 1 mũi đơn. Các bạn móc vào đây 2 mũi đơn. Mũi đơn, 2 mũi đơn, 1 mũi đơn. Các bạn cứ móc lần lượt như vậy cho đến hết hàng. Ta đã hoàn thành xong phần vái, tiếp tục ta sẽ viền cổ. Các bạn viền toàn bộ là mũi đơn. Cứ mỗi một chân móc là các bạn móc một mũi đơn cái phần cổ.
ta dùng hai hột nút đính vào đây. Tiếp theo các bạn cắt một sợi chỉ dài 40 cm chặt đôi lại và ta lòn giống như vậy. Hai bốn sáu tám. Các bạn chừa 4. Đã móc xong áo đầm cho Barbie. Ở phần dưới sau, các bạn sẽ dùng nút bóp để đứng vào vị trí đây và đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.